你整夜没来，我没等待朝包飞能后负责发射诺负病把病友这班口来就中断把噩梦 I am one 没包场紧张做我没冲梦bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tam trong khay lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dê xuân phác xuân bó khám hồi khám bú hát cần tao thao nóng nớ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tang trăng trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn toàn nà bóng mẹ mưa ni bên phùa bên mía bay ao nóng nớ hát ao cằn nớ bên phùa mía rút chua phải nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại chờ chung toàn bà ư mơ ai em muốn mi bao trang kinh trang dô bó mẹ chôm măng bàn tay mi bà ư mơ khăn khót cầu tam trong khay lô bên lô bờ em bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khám hồi khám bú hắc cần tao thâu nóng nớ toàn ba mơ chóc lầu trong muôn tang trăng trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cần ao rộng nở hát ao cằn nở bên mía ai hâu coi hấp coi bánh nhau cằn cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cằn ai tình nóng pa nóng dê xuân phác xuân bó khám nguôi khám bú hát cằn tao thâu nóng nở còn pa mơ chóc lò trong môn tàng trăng trong phùa mía mơ bên mía bay ao rộng nở hát ao cằn nở bên phùa mía rút chua bay ao rộng nở hát ao cằn nở bên phùa mía rút chua
chồng có nhiều quá 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 đôi đầu tiên là phải tái em đây, tôi tặng công nữa. Tặng công phải tái em ngay chào các luôn. Tiếp theo, ai phú em ra lâm lê má nè. Yeah.
phường mai là chuẩn bị khăn khang mai là Yeah.
những gia đình và sự đồng tình của đôi bạn trẻ. Thì ngày hôm nay gia đình nhà trai long trọng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn và kỷ niệm 10 năm ngày đính hôn của đôi bạn trẻ. Và ngay khoảnh khắc tuyệt vời này, không để quý vị phải chờ lâu hơn được nữa, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị anh chị chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt ra phía ngoài cổng để chào đón sự hiện diện của chú rể Khánh Thành, cô dâu Huyền Thoại và cùng bên cạnh đó là hai hoàng tử rất là đẹp trai Quốc Khánh, Trần Phong. Đại gia đình sẽ bước lên phía trước và bước lên sân khấu để ra mắt tất cả quý vị anh chị và tất cả mọi người chúng ta có thể nở một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Trên sân khấu của chúng ta là sinh diện của đại gia đình hạnh phúc nhất. Và về phía đại diện của gia đình nhà trai có sinh diện của bố Lèo Văn Trung, mẹ Lèo Thị Diên là bố mẹ thân sinh của chú rể Khánh Thành đến ở phía bên trái của chú rể đây. Và về phía đại diện của gia đình nhà gái có sinh diện của ông Lò Văn Hưởng, bà Lò Thị Đoan là ông bà đại diện của bên gia đình nhà gái đến ở phía bên phải của cô dâu đây. Và sinh diện có mặt của tất cả quý vị tân khách trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của đại gia đình hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay qua khách tuyệt vời này xin được trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta hãy nở nụ cười thật tươi và nghiêng mình cúi chào tới toàn thể quý vị. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, với sinh diện đông đảo của tất cả quý vị thân khách là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của cả hai bên gia đình. Và ngay khoảnh khắc tuyệt vời này không để quý vị phải chờ lâu hơn được nữa, MC Duy Mạnh người kết nối cho chương trình và thay mặt cho ban tổ chức trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn và kỷ niệm 10 năm ngày đính hôn của đôi bạn trẻ Khánh Thành Huyền Thoại. Xin được trân trọng kính mời món quà yêu thương của gia đình nhà trai bố Trung mẹ Diên. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, niềm vui niềm hạnh phúc đang nở rực trước mặt của những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay. Thật là không biết bao khi ngày hôm nay họ đã cùng nhau chung tay tổ chức một ngày trọng đại nhất, đó chính là dựng vợ gả chồng cho các con yêu quý của mình. Và xin được đất lời cho chú rể Khánh Thành, cô dâu Huyền Thoại xin được chân thành cảm ơn tình cảm tuyệt vời nhất của bố Trung mẹ Diên đã có những món quà ý nghĩa nhất để gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Và xin được kính chúc cho cha cho mẹ sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an. Vâng ạ, quý vị thân mến, và chúng ta có thể nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho món quà ý nghĩa ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, và về phía gia đình nhà gái thân yêu ạ, ông Hưởng cũng như là bà Đoàn cũng sẽ có món quà yêu thương để gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng ạ, trân trọng kính mời món quà của bên gia đình nhà gái thân yêu. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Và ngay giờ phút tuyệt vời này, giờ phút hạnh phúc này cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đón nhận tình cảm của anh chị Mai Thủy. Và trân trọng kính mời gia đình anh chị Điện Miền cũng sẽ trở lại sân khấu với những tình cảm tuyệt vời nhất, những bó hoa yêu quý nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và về phía gia đình nhà gái thân yêu cũng xin được đón nhận tình cảm của anh Diên, anh Điệu cũng sẽ trở lại sân khấu với những tình cảm tuyệt vời nhất để gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng, trân trọng kính mời. Rất ngọt ngào và rất tình cảm trong buổi trưa ngày hôm nay, niềm vui niềm hạnh phúc, một dấu mốc rất là quan trọng. Vâng ạ,
Và xin được trân trọng kính mời đại gia đình thân yêu của chúng ta, ai sẽ có những món quà ý nghĩa nhất sẽ tiếp cận sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời lên sân khấu anh chị Mai Thủy ạ, anh chị Điện Miền ạ, sẽ trở lại sân khấu bằng những tình cảm tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vì phía gia đình nhà gái thân yêu cũng xin được trân trọng kính mời anh Diên, anh Điêu cũng sẽ trở lại sân khấu với những tình cảm tuyệt vời nhất để gửi tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, tình yêu của đôi bạn trẻ thì không thể tính bằng ngày bằng giờ được. Tình yêu của đôi bạn trẻ phải được tính bằng năm bằng tháng. Tình yêu của đôi bạn trẻ thì được ví như trăm một luồng hoa ở mùa xuân, như tia nắng chứa chan trong mùa hạ, như hương thơm ngào ngạt của loài hoa sữa trong mùa thu, và đặc biệt là những ngọn lửa hồng sưởi ấm trong mùa đông. Và khoảng khắc tuyệt vời này cũng xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Mai Thủy, gia đình anh chị Điện Miền, và trân trọng kính mời gia đình nhà gái anh Diên, anh Điêu cũng sẽ trở lại sân khấu với những tình cảm tuyệt vời nhất để chúc cho hai em trăm năm tình viên bán bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng ạ, những bông hoa rất là tươi thắm, những bông hoa rất là rực rỡ trong buổi trưa ngày hôm nay đã giúp cho cô dâu và chú rể thêm phần hạnh phúc hơn, thêm phần thành công hơn. Và một lần nữa xin được kính chúc cho anh, cho chị luôn còn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn rất rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, và mọi người có thể gửi tặng cho cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình một món quà bằng một tràng vỗ tay trị giá 1.000 tỷ đồng được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và có lẽ rằng giờ phút này đôi bạn trẻ của chúng ta đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ như ngày vui nhất đời rồi. Chính vì vậy giờ phút này xin để kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau tiến lên phía trước để cùng nhau khơi nguồn yêu thương, cùng nhau chung tay góp sức rót những giọt hồng trong ngày vui hạnh phúc của mình để khai tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chú rể Khánh Thành rất là đẹp trai ạ. À, xin kính mời chú rể sẽ đến với chai rượu đầu tiên ạ. Vâng ạ, trân trọng kính mời chú rể. Vâng ạ, trân trọng kính mời chú rể hãy bóc chai rượu sâm banh ra đi ạ. Và vặn khóa chai rượu sâm banh ra và sóc chai rượu sâm banh thật mạnh. Chai rượu càng tuôn trào mạnh thì tình yêu của cô dâu và chú rể dành tặng cho nhau càng cao quý và thiêng liêng. Vâng ạ, với bản lĩnh của người đàn ông và sức mạnh của tình yêu, giờ phút này xin được kính mời chú rể hãy bật tung nắp chai rượu sâm banh lên đi ạ. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Và trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau tay trong tay rót lên thác rượu tình yêu. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, rượu sâm banh là hương vị của hạnh phúc, là men say của tình yêu, và những dòng thác sâm banh đang tuôn trào trên thác rượu như để minh chứng với tất cả chúng ta rằng bắt đầu kể từ giờ phút này đôi bạn trẻ của chúng ta đã là của nhau, đã là con cùng một nhà, và nguyện cùng nhau vượt qua thăng trầm trong cuộc sống. Và kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và những tràng vỗ tay thân thương của tất cả quý vị đâu rồi ạ? Rất ngọt ngào và rất tình cảm trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, tiếp tục chương trình trân trọng kính mời chú rể sẽ đến với chai rượu thứ hai. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin kính mời chú rể hãy tiếp tục bóc chai rượu sâm banh ra đi ạ. Và chai rượu thứ hai thì mong muốn cô dâu sẽ sóc cho chú rể được không ạ? Và chai rượu thứ hai càng tuôn trào mạnh thì đôi bạn trẻ sẽ sinh được hai nàng công chúa tiếp theo nữa ạ. Vâng ạ, trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, cô dâu sóc rất là chuyên nghiệp được không ạ? Và ngay khoảng khắc tuyệt vời này kính mời chú rể hãy cho nó phụt ra nước ra đi nào. Đâu rồi ạ? Vâng, chú rể sẵn sàng chưa ạ? Vâng, xin mời chú rể ạ. Ba. Vâng, MC chưa đếm xong mà đã phọt dưới nước ra rồi ạ. Chứng tỏ chú rể rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Và kính chúc cho cô dâu và chú rể có hai công chúa tiếp theo nữa ạ. Vâng ạ, và để cho ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ, và để cảm ơn tới công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, xin được kính mời cô dâu và chú rể sẽ rót những ly rượu tình, xì ấu thảo để nâng lên hai đấng sinh thành của mình, để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến cha mẹ. Vâng, trân trọng kính mời. Và xin được kính mời tất cả quý vị thân khách, khách quý, những người thân thương hãy cùng nhau rót rượu vào ly của mình và tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất mà hai bên gia đình sẽ dành tặng cho nhau, cùng nhau đồng thanh chúc mừng hạnh phúc. Vâng, trân trọng kính mời tất cả quý vị. Vâng ạ, và xin được kính mời cô dâu sẽ nâng rượu lên bố mẹ chồng của mình, và trân trọng kính mời chú rể đẹp trai sẽ nâng rượu lên đại diện của gia đình nhà gái thân yêu. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, thật đúng là chữ chung thì để phần cha và chữ hiếu phần mẹ, còn đôi ta chữ tình. Và khoảng khắc tuyệt vời này kính mời hai bên gia đình sẽ bước sang để cùng ly với nhau đi nào. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, từ nay hai gia đình của chúng ta đã trở thành như một rồi. Xin được kính chúc cho hai bên gia đình đời đời bền chặt, mãi mãi xanh tươi.
Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và em như một chén rượu nồng, anh chứa nhiều miệng và lòng anh đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh suốt cả để say suốt đời. Khoảng khắc tuyệt vời này kính mời đôi bạn trẻ sẽ tiến lên về trước để uống rượu giao hôi thắm tình ạ. Vâng ạ, chú rể và cô dâu sẽ quay về phía nhau đi nào, cùng nhau ngoắc tay không ạ? Vâng ạ, chú rể có thể sát cô dâu hơn nữa được không ạ? Bàn tay mạnh mẽ của chú rể có thể đặt lên vòng eo mềm mại của cô dâu được không ạ? Và tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Kính mời tất cả mọi người hãy cùng nhau rót rượu vào ly của mình và chúng ta có thể đứng dậy để dỗ được không ạ? Vâng, kính mời tất cả mọi người đi nào. Đâu rồi ạ? Vâng, trân trọng kính mời các cô, các bác, các anh chị đâu ạ? Sẽ cùng nhau rót rượu vào ly của mình và dành tặng cho cô dâu và chú rể khoảng chừng 10 giây. Chúng ta có thể đứng dậy để dỗ được không ạ? Có được không ạ? Đâu rồi ạ? Vâng, trân trọng kính mời tất cả mọi người đi nào. Vâng ạ, đứng dậy không phải là mất tiền đâu ạ, đứng dậy chỉ để động viên tinh thần đấy ạ. Chúng ta cùng nhau đứng dậy nào quý vị ơi. Đâu rồi anh em bạn bè của cô dâu và chú rể đâu rồi ạ? Khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Chúng ta cùng nhau dỗ thật to nhá. Bom happy nồng bản khuôn hao ơi. Anh em ơi. Cả nhà mình ơi. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, uống 2, 3, cắt 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Vâng, xin mời cho dâu và chú rể của nhà hai bên gia đình sẽ uống cạn chén rượu ngày hôm nay. Vâng, rất là tuyệt vời, và ngay khoảng khắc tuyệt vời này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của nhà hai bên gia đình sẽ bước xuống phía dưới để uống rượu. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của nhà hai bên gia đình sẽ bước xuống phía dưới để uống rượu. Cảm ơn tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu khi đưa tất cả quý vị thân mến như vậy buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Nhờ sự diễn xuất sắc của tất cả quý vị tân khách trong buổi trưa ngày hôm nay, và một lần nữa cũng xin được nói lời cho gia đình ông bà Trung Diên, nói lời cho chú rể Khánh Thành, cô dâu Huyền Thoại xin chân thành cảm ơn tình cảm tuyệt vời nhất của thời điểm quý vị đã không quản ngày đường xa xa xôi, đã có chút thời gian vàng ngọc của mình trở về đây để chung vui chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc.